Chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 11 giờ 30 phút của ngày thứ năm, 25 tháng 1 năm 2024. Và trong clip này thì tiếp tục là vụ của anh Trần Hùng. Nhưng lần này thì nó là cái tường thuật của một người đã theo dõi cái phiên tòa. Đó chính là một người rất là nổi tiếng, một người từ Đông Âu về. Đó chính là anh Nam Nguyễn, cháu ngoại của cụ Nguyễn Xiển, cái bác đi đường Nguyễn Xiển. Thì đấy chính là cụ cháu ngoại của, gọi là ông ngoại của anh Nam Nguyễn đó. Anh là người rất là tài năng và có cái cuốn sách mà các bác có thể search ở trên mạng. Đó là cuốn Đông Âu Anh Hùng Truyện. Thì các bác hãy thử search cái đó nha. Còn trong clip này thì anh là người theo dõi phiên tòa, có mặt tại phiên tòa và bằng cái giọng văn có thể nói rất là dài dòng nhưng cũng chứa cái chất trí giỏi để chúng ta sẽ hiểu thêm về anh Trần Hùng và diễn biến như thế nào và tại sao mà nhiều người vẫn coi cái diễn biến này như là một cái vở kịch tương đối là vụng về. Và chúng ta cũng nhìn rõ hơn cái tư pháp của chúng ta như thế nào thông qua những cái việc giống như là tranh tụng. Thôi thì không nhiều lời nữa, mong các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh. Tôi có nhiều kênh thì các bác cứ nhìn xuống phía dưới, nếu thấy kênh nào mà chưa đăng ký thì các bác đi ấn nút đăng ký là được. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là hình của Trần Hùng trước khi bà bị bắt đây. Đó. Và đây là cái bài có thể nói rằng là rất dài và toàn chữ thôi. Anh thì nổi tiếng anh viết chữ nhiều. Nhưng mà những cái lời của anh thì thật sự rằng là rất là thú vị. Chúng ta hãy xem nha. Bởi vì cái bài này của anh có 3 phần. Thì đây là cái phần 3. Cái phần 3. Và chúng ta sẽ, nếu bác nào quan tâm thì các bác có thể vào Facebook Nam Nguyễn. Các bác cứ gõ Nam Nguyễn với cái biểu tượng hai cái cánh tay đan với nhau kia. Thì chính là của anh Nam đó. Thì anh Nam Nguyễn sẽ có 3 bài viết rất dài thì các bác sẽ đọc nha. Còn tôi chỉ dành cái phần này cho cái phần 3. Tức là cái phần tranh tụng. Còn cái phần 2 thì là vấn đề mà liên quan tới cái cá nhân. Thì cái trò chuyện với cá nhân anh Trần Hùng và xem để hiểu thêm rằng là anh Trần Hùng đã suy nghĩ thế nào, hoàn cảnh trong trại giam ra làm sao, những cái thông tin chưa từng được tiết lộ như thế. Thì các bác hãy vào vào bài với Nam Nguyễn, đó là cái phần 2. Trở lại phần 3, tôi xin chia sẻ các bác thế này. Trần Hùng 856 và 123 phần 3, 132 phần 3. 132 thì tôi hiểu rằng là 132 thì tôi hiểu rằng là cái quy định về kiểm soát quyền lực trong điều tra truy tố và xét xử và dành cho người đọc chậm, cho nên là tôi cũng cố gắng đọc chậm thôi. Cảm ơn các bác rất nhiều nha. Tôi xin trích nguyên văn này. Đầu tiên, luật sư tranh tụng, đúng hơn là phát biểu giải bày một mình để phản bác ý kiến của đại diện viện kiểm sát. Mọi việc tôi cứ nghĩ là luật sư trình bày răm ba câu ba điều, rồi viện kiểm sát thì choảng lại ba câu bốn chữ gì đấy, rồi lại thêm cả hội đồng xét xử góp vui, vân vân. Hóa ra là mơ ngủ, đúng là kiểu mình thiếu vốn sống thật. Đây là luật sư độc thoại, hoặc đúng hơn là nói với cái khuỷu tay của mình, he he. Luật sư đầu tiên của Trần Hùng thì trình bày lại việc có vẻ dễ hiểu nhất, đó là thân chủ có quyền hành không mà tham nhũng. Cái này cứ tưởng là các bên thống nhất được từ sơ thẩm, hóa ra đâu có dễ thế. Theo viện, mở ngoặc đơn và tòa, thì cựu cục phó này là có quyền lực bề bề, nói có người nghe, đe có người sợ, oai phong lắm. Mặc kệ luật sư giải bày, quyền gì thì cũng phải có văn bản giao quyền. Muốn có quyền thì phải có kẻ trao quyền, kẻ nhận quyền. Trong trường hợp bọn sách giả này thì phải có tổng cục trao quyền, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội chấp nhận là ông Hùng được quyền chỉ đạo thì mới được gọi là có quyền. Đó. Và đã tìm mỏi mắt 2 năm rưỡi nay, chả thấy có văn bản nào như vậy. Thế thì quyền gì? Tôi quay sang hỏi vợ Hùng là trắng đen đã rõ thế mà vẫn cãi nhau là sao? Cô chỉ lắc đầu rồi bảo tôi, anh ơi, ai cũng tưởng, đến ngay cả Cục Quản lý Thị trường Hà Nội mà cũng còn tưởng. Tìm từ lúc bắt đầu vụ án cho đến tháng 3 năm sau thì mới biết là có đâu mà tìm. Ngán trình độ các cán bộ nhà ta lắm. Có lẽ chả mấy người biết chính họ có quyền lợi và nhiệm vụ chính xác là gì đâu. Anh tin em đi, em làm việc mấy năm nay với họ, em biết. Đó. Tức là Trần Hùng chả có cái quyền gì cả. Mà cái này thì Tổng cục Quản lý Thị trường đã ra văn bản với cơ quan điều tra là Trần Hùng không có quyền hạn gì.
Thế nhưng mà người ta vẫn cứ quyết định là anh này là có quyền mà nhận hối lộ thì phải là người có quyền hạn chức vụ, và Trần Hùng thì chả có chức vụ cũng chả có quyền hạn. Đến luật sư thứ hai thì dù đã đề cập tới rồi và dù có kìm nén nhưng tôi cảm nhận được trong thâm tâm anh có lẽ rất là tự hào với kết quả tìm kiếm của mình và đồng đội về vấn đề định vị bằng sóng điện thoại di động. Anh tự hào nâng niu trưng ra một cái bản chỉ có 20 dòng thôi. Nhưng anh bảo với 20 dòng này thì người hiểu chuyện nhất có thể kết luận 100% là Hùng không thể có mặt ở tầng 3 cơ quan mình từ 13 giờ đến 13 giờ 15 khi mà Hải đã khai ra đưa tiền và anh đã nhận. Một bằng chứng thực ra không thể chối cãi, một điều quý hiếm mà cả năm trời, thực chất là hơn năm ấy chứ, vất vả tìm kiếm bằng mọi cách rồi mới có được. Thế mà đối với đại diện viện kiểm sát, một bằng chứng thuộc loại bom tấn như thế này thì lại được đón tiếp một cách cực kỳ thờ ơ. Cứ nghĩ quanh quẩn, vẫn có chuyện cột sóng như lần sơ thẩm. Lần ấy bác rồi thì lần này cũng thế. Khi giải lao, anh ấy có giải thích cho tôi là lần sơ thẩm thì mới chỉ đào bới được đến mức độ cuộc gọi và tin nhắn thôi. Mà có cả đại diện Mobifone giải thích hộ rồi, cũng chả ăn thua. Cán bộ còn thắc mắc là cùng một điện thoại mà sao lúc này ăn theo sóng của cột ông Ích Khiêm, tí sau lại ăn theo sóng của Sơn Tây, thì phải giải thích là điện thoại nó tự chọn, sóng nào mạnh thì nó bắt chứ sao. Quả nhiên lần này thì đại diện Mobifone không đến, đại diện Mobifone thì không được đến nói lằng nhằng nữa. Tòa đã bảo là không quan tâm mà. Chủ tọa hiền thế mà cũng phải nóng người, bảo 20 dòng, tức là cứ từ 3-4 phút thì xác định ông Hùng đã đứng, ngồi, nằm ở địa điểm nào trong vòng độ 1 tiếng rưỡi. Luật sư kể lể làm gì, mất thời gian của tòa, cứ nộp vào hồ sơ rồi tòa xét. Luật sư cũng định tranh tụng là cái của quý này tôi kiếm mãi mới ra đấy, vàng đấy. Thế mà các ông bà đối xử với nó như mẻ thế à? Đấy là anh luật sư nghĩ thoáng trong đầu, chứ thực tế thì cảm ơn sự quan tâm của quý tòa rồi ngồi xuống cho xong việc. Tôi thấy cả anh cả ông chủ tòa khá là bén lén. Lại nhớ lúc nghỉ trưa luật sư này bảo tôi, em còn biết thằng Hải lúc ấy nó đang nằm ở đâu nhưng không công bố ra được, không thì lại mắc tội xâm phạm thông tin cá nhân. Nhưng cơ quan công quyền mà cần tìm hiểu thì em chỉ cách cho họ thì có quyền. Chợt so với cái bằng chứng mà bên điều tra kết tội Hùng nhận tiền, bởi Hải đã mô tả được chính xác căn phòng làm việc của Trần Hùng thì mới thấy nó ngô nghê. Tôi đến chơi một lần, cách cũng 5 năm rồi, bây giờ thích tả, tôi tả cho không thiếu một cái ghế. Tôi mà là đồng phạm của thằng cu Hải, tôi tả thế nào nó cứ theo thó mà trả, trúng phóc. 4G với 5G, AI là cái đích gì, cứ túi đen mà diễn. Mình phải thế nào người ta mới đổ tội cho mình chứ, Trần Hùng thì kiểu quá đi rồi. À, chả có định vị ra cái gì các bác ạ. Luật sư thứ ba vào cuộc có lẽ là khá xúc động vì việc mình sẽ trình bày lại. Mặc dù thông tin xin của các buổi hỏi cung là các bị cáo khác chứ không có gì kỳ diệu cả. Tức là anh trình bày lại thân chủ Trần Hùng thì chả có liên quan quái gì đến cái việc mà bọn Thuận Hà đi tìm kiếm Loan, rồi Tuấn, rồi Phương nó đứng ra thao túng cả buổi họp tư vấn liên ngành để coi vụ việc trở thành phạt hành chính. Các vị có thấy bóng dáng của thân chủ Trần Hùng của tôi liên quan gì, liên đới gì không? Ngoài mấy cuộc điện thoại, thằng Phương hỏi, ông bảo phải chuyển công an khởi tố chết mẹ chúng nó đi. Sorry, tôi quên mất tay luật sư Sơn ấy nói năng lịch thiệp thế nào, nhưng ý chính là như thế. Thân chủ tôi đến tút thuốc còn chả được, cớ đích gì mà các ông bà lại lằng ngoằng hắn vô đây. Tôi cứ nghĩ sau phát biểu này của luật sư thì cả tòa sẽ vỡ òa như đội tuyển Việt Nam bị Indo sút tung lưới, sẽ mở thêm điều tra vụ án, thêm người bị gọi để lấy lời khai. Rồi biết đâu thêm án, thêm củi vào lò, thêm chật chỗ trong Hinston thợ nhuộm. Nào ngờ, thấy toàn khán phòng đang ngủ gật, chả có ai nhếch môi. Các đồng nghiệp luật sư cũng đang chống rét bằng cách rung chân. Còn chủ tọa thì đã tiếp nhận hồ sơ, xin mời luật sư tiếp theo. Đó. Các bạn thấy không? À, trong cả cái vụ án, tôi chỉ nói thêm một chút, thì trong cả cái vụ án, thì Trần Hùng báo cáo với các bác rằng là chỉ đạo là khởi tố. Thế nhưng mà cuối cùng Tây Phương lại cứ bảo rằng chỉ đã không khởi tố. Trong khi đó Tây Phương này thì nhận 310 triệu của Tây Thuận. Ngoài ra thì xin thưa với các bác. Ngoài ra xin thưa các bác rằng là còn chủ trì các cuộc họp liên ngành để không khởi tố vụ án chuyển thành hành chính. Trong khi đó thì
Trần Hùng không được mời, không có tham dự bất cứ một thứ gì, đến xin một cái bản photo tài liệu cũng không được cho. Thế mà cuối cùng là quy tiết là chủ mưu trong cái việc giảm này thì thật sự tôi cũng đến là bó tay. Đúng không? Luật sư tiếp theo thì bảo cái giấy viết tay có chữ ký và thông tin đầy đủ của đứa bạn tù Kiên kia, chả thấy viện với tòa quan tâm gì, thế thôi cho xin chụp ảnh lại, biết đâu có lúc cần dùng. Chứ thân chủ nộp lên tòa làm bằng chứng rồi, chả dám đòi. He he, xem cho lắm phim tàu vào, tôi lại cứ ngỡ, nếu báo công mà xử, thì triển chiêu làm cuộc phương phủ đầu, rồi cứ trương long triệu hổ tới, lôi cái thằng cha kia lên cửa quan, nhà nó ở Thụy Khuê chứ đâu xa. Xem nó kể về việc thằng Hải đã từng kể gì trong tù, rồi bao công này, rồi bao công sẽ bảo, này Kiên, nhà ngươi có thật từng ở trong xà lim với tù dân Nguyễn Duy Hải kia không? Tả xem nội thất thế nào, mấy thằng tù ấy là những ai? Kể sai, bản quan công cổ cho đi thêm 9 năm nữa, mà kể đúng thì nhà ngươi sẽ được trọng thưởng. Thằng Kiên sẽ kể, chắc đúng thôi, chứ đi tù thấm lắm, làm sao mà quên được cái gì? Rồi sau đó áp dụng đúng logic mà cơ quan điều tra đã áp dụng để xử Trần Hùng. Hải đã mô tả chính xác được phòng làm việc của Hùng mà áp vào chuyện thằng Hải. Thế là xong, có phải không ạ? Đúng rồi. Và đó là cái mà chúng ta thấy đấy. Đó. Nếu mà Võ Tắc Kiên đến khai xem như thế nào. Đó. Thêm một vài phát biểu của luật sư nữa thì đại diện viện kiểm sát vẫn lạnh lùng không cần đối đáp. Chủ tọa thi thoảng cũng góp vui bằng vài câu ân cần với đồng nghiệp trong ngành tư pháp. Nhưng rõ là hiểu với ý kiến của viện kiểm sát như thế nào thì bản án sẽ là như thế ấy. Chả có bất ngờ gì ở phút 89 đâu. Chỉ có một ý kiến vui vui của một luật sư. Thân chủ của tôi đang đi tù 2 năm thì được giảm xuống 1 năm. Xin cảm ơn lắm rồi. Nhưng còn thân chủ khác kia, tình tiết giảm nhẹ thì cũng dứa cả. Đang tù 3 năm thì lại thành 3 năm án treo. Ơ kìa, thế là thế quái nào, tôi cũng muốn treo lắm chứ. Muộn cơ lại đó rồi, phải làm sao bây giờ, vân vân. Đó. Và đó là những cái điều mà ấy. Thôi các bác đọc tiếp theo nhé. Tiếp theo nhé. Tôi xin chia sẻ các bác như vậy thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hãy vào anh Nam Nguyễn đọc tiếp. Cảm ơn các bác. Thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi lại đọc tiếp cho các bác nhé. Đó. Đó. Thế là rất nhiều những cái câu chuyện thế này, đúng không? Rồi nghỉ là chờ tòa ra phán quyết, rồi thì lại hơn một tiếng đồng hồ được giao lưu với Trần Hùng. Vẫn vui, vẫn cảm giác, vân vân, vẫn âm ức, vẫn thảo dân không phục. Anh vẫn tiếc cái công đại các tiềm vàng của mình lấy được dữ liệu. Mà không, đoạn này cũng hay này. Tôi xin chia sẻ với anh nhé. Chỉ có một ý kiến vui vui của một luật sư là thân chủ đang tù 2 năm này. Rồi án treo năm tứ. Nghỉ chờ tòa ta phán quyết thế nào lại có hơn một tiếng đồng hồ được giao lưu với Trần Hùng. Lần này có cả các luật sư nữa. Vẫn vui, vẫn lạc quan. Nhưng cảm giác nặng nề sắp tới. Rồi sắp lúc chia xa. Làm gì có phép màu. Luật sư với bom tấn, data, sóng điện thoại di động thì vẫn còn ấm ức, thảo dân không phục. Anh vẫn tiếc cái công đại các tiền vàng của mình để lấy được dữ liệu. Mà không có vụ án thế này có lẽ chả làm được đâu. Trần Hùng thì kể chuyện các đại bàng trong trại cho mấy chú công an trẻ nghe để giết thời gian. Và tôi vẫn nhớ anh giải thích tại sao cái giấy xác nhận của Kiên viết trong tù không có được dấu chứng nhận của trại giam. Đó. Trong tù chứ anh đây còn tất cả phạm phải xưng hô với cán bộ là thầy, con. Lôi thôi, chúng nó đánh cho nát người, sợ lắm. Ngoài thì xăm chỗ oai hùng thế thôi. Chứ trong tù mà xin trại đóng dấu vào lời khai vớ vẩn thì cán bộ nó vụt cho gửi hết mẹ nó răng, có mà ăn cứt. Đó. Hùng lại ăn xôi, vì dặn anh là ăn đi cho no rồi vân vân như thế này. Có lẽ nên chuyển cái trại giam sang bộ tư pháp. Đúng không? Để mà mầm gió trắng đen. Chứ còn bây giờ thì xin cái giấy đấy, mà còn xin cái giấy xác nhận nữa, thì tôi xin thưa rằng là phạm nhân vừa mới lên để mà nói một cái câu nào xong thì 30 giây sau thì nó đã đến tai người khác rồi. Và liệu cái giấy đó có được hay không thì nó là cả vấn đề. Đây là một câu chuyện có thể nói rằng là rất là bi hài. Chúng ta nhìn thấy qua cái sự việc này để có nhiều cái vấn đề. Và nhìn qua đó thì chúng ta cũng tự hỏi rằng hội đồng xét xử có công tâm, có khách quan hay không? Chúng ta cũng tự có câu trả lời của mình. Còn đây là vụ án, nó còn oan khuất hơn cả vụ Hồ Duy Hải. Bởi vì Hồ Duy Hải dù sao thì vẫn không có cái chứng minh rằng là mình không có ở đó. Tức là chứng cứ nó xác thực. Mặc dù những cái chuyện vi phạm, tố tụng là việc có. Còn Trần Hùng thì xin thưa với các bác rằng là có chứng cứ ngoại phạm vân vân. Nhưng mà tất cả không được chấp nhận bởi vì những cái lý do.
cả bất cứ mọi người bình thường để cho rằng là rất là ớt ơ. Đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều một lần nữa. Chúc các bác một ngày tốt lành. Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Rồi nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy, lần tránh làm gì. Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy mà được. Thế mình có suy nghĩ được, mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở, tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Bác Hồ làm thế à? Mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn còn. Cách làm thứ nhất không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, ra chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay. Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình từng sai mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật, thưa các đồng chí, đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người đỡ Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, như có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Và cáp yếu xén với gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không?